Ok, hi các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stormy Gaming đây. Và hôm nay thì mình sẽ làm tiếp phần 4 của series siêu nhân đi khám phá những căn nhà bị ma ám và bị quỷ ám các bạn ha. Ok, và hôm nay thì tụi mình đã có thêm một cái địa điểm mới nữa để tụi mình vô khám phá và gọi là tiêu diệt mấy con quái vật đó các bạn ha. Thì hôm nay cái chỗ tụi mình khám phá là một cái nơi mà gọi là, cái nơi này là một cái nơi rất là kinh dị luôn các bạn. Đó. Tại sao mình gọi là kinh dị? Tại vì cái chỗ này á là một cái trụ sở FBI. Nhưng mà cái trụ sở FBI này các bạn đã bị bỏ khoảng 5-6 năm rồi. Lúc trước cái trụ sở FBI này là một cái trụ sở gọi là cao cấp và quyền lực nhất trong cái thành phố này. Tại vì tất cả FBI từ nhỏ tới lớn, từ cấp cao, gì cấp sĩ, cấp tướng gì đều ở trong cái trụ sở này các bạn ha. Đó gọi là một cơ quan đầu não trong cái thành phố này các bạn ha. Ok, và hôm nay thì mình sẽ chơi biệt đội siêu nhân thần phong các bạn. Thì đây là một cái biệt đội rất là đanh thép, phải không? Một cái biệt đội thì nói về tiêu diệt kẻ thù thì những anh em siêu nhân thần phong, cuồng phong chứ không phải thần phong nha các bạn. Mình xin lỗi, mình nói nhầm là cuồng phong chứ không phải thần phong. Thần phong thì bây giờ nó chưa có. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi ngựa anh em đỏ đô các bạn nha. Thì thường thường mình sẽ chơi siêu nhân đội trưởng nhưng mà mình thích đỏ đô hơn. Tại vì đỏ đô nó có cái giáp á các bạn, nhìn rất là ngầu, rất là khua ngầu luôn. Và kiếm nó cũng đẹp hơn mấy người kia nữa. Đó, hôm nay thì mình có 5 anh em nha các bạn, 5 anh em siêu nhân cuồng phong. Nhưng mà ngặt cái các bạn, thì thằng con nhỏ cuồng phong xanh dương này nó vừa mới thấm bùn về, nó chưa kịp xả bùn các bạn ha. Cho nên là cái bộ đồ nó nhìn nó hơi đen đen, dơ dơ các bạn. Để các bạn đồng cảm cho nó chút xíu. Tại các bạn biết con gái mà thường hay sửa soạn các kiểu á, cho nên là mình không có trách được nha các bạn. Ok, nhưng mà không sao, điều đó không quan trọng. Quan trọng là hôm nay tụi mình phải gọi là khám phá và tiêu diệt những con ma hay là con quỷ hay là những con zombie đó mình không biết trong cái trụ sở đó. Thì bây giờ cái trụ sở nó đang nằm ở đây nè các bạn. Đó, đang nằm ở đây. Bây giờ thì tụi mình sẽ tiến qua đó để tụi mình khám phá, tụi mình điều tra. Ok. Thì cái series mà siêu nhân đi khám phá những ngôi nhà ma ám, quỷ ám đồ các bạn, những nơi nào mà có ma và những cái chỗ bí mật trong cái năm này mà các bạn chưa biết thì cái series này thì các bạn sẽ biết rõ hơn về những cái chỗ này trong cái năm các bạn ha. Ok, và bây giờ thì đó, các bạn thấy trụ sở FBI không? Đây là trụ sở FBI nè. Xin lỗi các bạn nha, tại vì hôm nay mình hơi bị ngạt mũi đấy, cho nên là giọng nói của mình hơi bị khen khen các bạn. Nhưng mà không sao, mình vẫn làm video clip cho các bạn xem. Và nếu như các bạn thương mình thì các bạn hãy nhớ cho một like và chia sẻ, một subscribe, đăng ký các bạn ha. Ok. Đấy, tụi mình đã lên được cái khu tòa nhà của FBI rồi các bạn. Một tòa nhà rất là cao. Đúng là bên Mỹ các bạn, cái gì nó làm cũng hoành tráng hết. Trụ sở cảnh sát là cũng dữ nè, còn trụ sở của FBI thì các bạn khỏi nói rồi, đây là một cái gọi
biết mình nói chỗ này bị ma ám là không sai mà các bạn. Ông này chắc chắn là cái gì rồi. Đúng rồi, bắn nó, bắn ổng. Bắn như vậy mà ổng không chết thì các bạn hiểu rồi. Thôi. Không chết luôn. Mấy cửa này không biết có mở được không? Cửa này không mở được. Mày hả mày? Rồi, tự nhiên đang bắn cái ống bí nó mất tiêu luôn rồi các bạn. Đấy, mình nói có trụ sở FBI này là rất là bí ẩn mà. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi theo cái đường này mình đi lên các bạn ha. Đây, thang máy còn đi được. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi ra. Ủa sao ở trên đây nó hù vậy? Ấm mưu quá các bạn. Cửa này mở được không? Cái cửa này không mở được ha. Để mình sử dụng những cái pháo sáng. Mở được. Đây. Ok các bạn. Ôi. Đây là một thằng cảnh sát. Đây là một anh nhân viên cảnh sát. Nhưng mà nó đang làm gì vậy? Hey anh kia, anh đang làm gì người bà cô vậy? Anh em cẩn thận nha, nơi này rất là nguy hiểm đó. Nè anh kia, tôi hỏi là một lần nữa, anh đang làm cái gì thế? Chắc thằng này là giết bà này rồi. Chắc luôn các bạn. Không chết luôn. Anh em bắn nó. Bắn gì mà không chết luôn các bạn. Cái này là mình phải chơi bazooka rồi. Ôi, thì bóc bazooka cái nó chết luôn. What the hell. À vậy là mấy thằng này nó chết các bạn. Nhưng mà phải bắn rất là lâu nó mới chết. Rất là tối các bạn ha. Hồi trong đây có hàng cảnh sát đó nè. Và mình xin chắc chắn với các bạn một điều á, là những người trong cái tòa nhà này á, một là ma, hai là quỷ, còn ba là zombie các bạn ha. Chứ còn người bình thường á là không còn nữa rồi, tại vì cái trụ sở này đã bị bỏ mấy năm trời rồi. Cho nên á là những người ở trong đây á toàn người đều là ma với quỷ không à. Nếu như mà người thường á là gặp mình là chào hỏi rồi. Thấy không các bạn, thấy không? Chưa chết nữa hả? Đấy các bạn thấy không? Đây không phải là người thường. Mình còn nghe tiếng chó nữa các bạn. Thôi chết rồi. Đây toàn là ma không? Anh em đi theo tôi. Đấy. Hồi đây thêm một thằng nữa nè các bạn. Mình cũng hiểu mấy thằng nãy đang làm gì nữa. Chết rồi anh em à. Đây là có thằng bullet chết nè. Nhưng mà mình cũng hiểu sao là những cái xác chết này mà chết lâu như vậy rồi á, sao không có cơ quan chức năng nào xuống dọn dẹp mấy cái xác này hết các bạn. Để cho nó nằm lại chương phình quắc luôn. Đi thôi anh em ơi. Anh em của mình mãi mời bắn quá. Ở đây có thêm cầu thang lên nữa. Wow. Thôi vậy mình đi ở dưới trước ha. Mình đi tầng 52 trước.
Đây là văn phòng chính của trụ sở FBI. Chỗ này nhìn âm u các bạn, ghê quá trời luôn. Ôi, mấy hàng cảnh sát này bị cái gì vậy? Sao tự nhiên bị bốc cháy hết trơn vậy nè? Đây thực sự là những con quỷ rồi các bạn. Vậy là những cái lời đồn về trụ sở FBI này quả thực là không sai. Đấy, nó còn ngồi dậy được nè. Nó tính tấn công mình. Nhưng mà những anh em mình rất là đông, sao mà tấn công được? Rồi bắn nhiều nó còn chưa chết nữa kìa. Mày hả mày? Đúng lì luôn. Bắn nó anh em. Ôi anh em cẩn thận nha. Cái này giống như là Fireman vậy các bạn, người lửa. Rồi, cái gì kì vậy? Đang bắn nó mà tự nhiên nó biến mất tiêu luôn rồi. Cái này thì mình cũng không thể nào lý giải được các bạn ha. Nhưng mà tụi mình phải tiếp tục đi tiếp. Trời, các bạn nhìn cái chỗ này nó hoang tàn kìa. Tàn phá rất là nặng nề luôn. Nhưng mà mình không biết ai đã làm ra những cái chuyện này nữa. Đây thêm một thằng nữa nè. Người này bắn cái chết liền à. Chạy qua lẹ. Chết mẹ trái luôn rồi. Bên kia có thêm đàn nữa. Rồi mình phải chạy qua lẹ. Rồi ôi, nguy hiểm quá vậy. Mày hả mày? Mày lì hả mày? Đâu rồi những anh em ở đâu rồi? Đi qua đây. Núp con mẹ nó hết rồi. Lì hả mày? Lì. Lì nè. Tao bắn cho mày gớt dưới luôn. Trời gớt dưới thiệt lắm mày. Vãi linh hồn tôi. Mày chết chưa? Đâu rồi những người anh em của mình rồi? Đi xuống đây nè anh em. Ok tiếp tục let's go thôi. Ôi đây có một con chó lửa nữa nè. Chó lửa nè, chó nè. Không chết các bạn ạ. Ủa sao còn thằng đổi lại thằng con nhỏ xanh dương nó mất tiêu rồi. Chết mẹ mình bị lạc hai người anh em rồi. Thôi chắc là lát nữa tụi mình tập hợp lại sao ha. Còn mấy con chó này bắn hoài không chết luôn các bạn. Rất là lì. Chắc có lẽ là những người anh em đó của mình đang đi một con đường nào khác rồi các bạn ha. Lát thì tụi mình sẽ tập trung lại sau. Ở cái trụ sở FBI này các bạn thấy không? Đồ đạc giấy tờ đồ gì tùm lum lá hết trơn. Đây nè. Tụi mày chỉ có là ma với quỷ thôi, chứ không phải là người thường. Chưa chết hả mày? Chưa chết. Anh em cẩn thận đằng sau. Có thằng đứng sau anh em kìa. Sao mấy này nó lơ là dữ ta? Rất là lì mấy này. Nhưng mà kỳ lạ thay á, nó không có tấn công mình các bạn. Bắn đi chứ anh em.
Rồi, được rồi đó, chết rồi đó. Tiếp tục đi thôi. Rồi, thêm một thằng lửa nữa, thêm một thằng ma lửa nữa. Để dẫn mình đi đâu đây? Nữa trái nữa. Rồi, những người anh em của mình đang đứng đây đợi sẵn luôn nè. Thằng siêu nhân đội trưởng với lại thằng nhỏ siêu nhân sinh dương đứng đây để sẵn mình luôn. Chắc là tụi nó đi cái đường nào qua hay gì á. Mày lì hả mày? Rồi, đi tiếp thôi anh em. Đây là một cái văn phòng bảo mật hồ sơ, bảo lưu hồ sơ rồi các bạn. Những hồ sơ mật á. Mà mình không biết là mấy cái thằng này nó đang bị gì nữa. Đứng ở đây suốt mấy năm trời hả? Nhưng mà nó chẳng làm cái gì hết trơn. Hay là đây là những cái linh hồn mà gọi là hả, vất vưởng các bạn. Những linh hồn mà gọi là chết oan á. Hay xăm không biết nữa. Rồi các bạn thấy mình đứng rất là cao ở trên tòa nhà FBI không? Ê, tụi mình đang đứng ở trên khoảng cách này nè. Thì bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục đi xuống dưới đây. Đấy các bạn thấy không? Hồi nãy á là do nó mới tâm bùng về, nó chưa xả bùng coi kịp. Bây giờ nó xả bùng rồi, nhìn đẹp gái ghê chưa? Đấy. Gia chuẩn là hả? Nguồn phong sinh dương liền. Đây. Rồi, tiếp tục thôi anh em. Đây giống như là một cái nhiệm vụ tụi mình vô tiêu diệt mấy con ma này á. Linh hồn vất vưởng. Không trốn dung thân. Gồ đào gồ đều. Vậy là bây giờ tụi mình phải đi vô trong cái chỗ này các bạn ha, để tụi mình tuột dây nó xuống dưới để tụi mình tiếp tục khám phá. Ok, đây thế vừa xuống dưới đống lửa liền má nhỏ vãi. Đấy, tụi mình vừa tuột xuống các bạn, vừa tụt cái chỗ thang máy này bị hư rồi. Đấy, mình lại bị lạc thêm một người anh em màu đỏ rồi, đội trưởng rồi. Thằng này là ai đây? Tại sao lại đứng đó làm gì? Cầm cây minigun 6 nòng nữa mới ghê chứ. Ôi, mặt giáp kìa. Ghê không? Chắc là đứng đây để tấn công tụi mình hay sao á. Mà đã bị tụi mình đánh phủ đầu trước rồi. À, hay đây là tên sát nhân. Nó tồn tại trong trụ sở FBI này mấy năm trời đi hả? Có phải chính là thằng này đã tàn sát hết tất cả những nhân viên trong FBI không? Mẹ thấy mắt kìa, ghê không? Em cần hẹn mắt đâu, hai cái tay nữa nè. Đúng rồi, chắc có thể đây là tên sát nhân đã giết hết tất cả những người trong trụ sở FBI này và biến họ thành những con ma vất vưởng trong cái tòa nhà này và không siêu thoát được các bạn ha. Chắc có lẽ là như vậy. Để tụi mình đi tiếp tục khám phá để đưa thêm câu trả lời chính xác. Ấy, tụi mình đã đi ra được rồi nè. Đúng rồi, chính là hắn. Chính nó các bạn. Còn cái bà này, bà ở trong đây làm gì mình không biết nữa. Chết luôn. Thà giết chết còn hơn là để sống các bạn ha. Đúng rồi,
Đây chính là tên ác nhân đã giết hết tất cả những người trong trụ sở FBI này và đã bị tụi mình tiêu diệt rồi. Như vậy là tụi mình đã rõ sự tình là trong trụ sở FBI này đã xảy ra những cái chuyện gì rồi các bạn ha. Đó, ok các bạn. Vậy là bây giờ là tụi mình đã trả bình yên lại cho trụ sở FBI này rồi, mà mấy năm nay chưa ai tìm ra các bạn. Ok, và như vậy thì những anh em siêu nhân cuồng phong này đã tìm được câu trả lời trong trụ sở FBI này, tại sao nó lại bị bỏ hoang nhiều năm tới như vậy và có những con ma không siêu thoát được và có những con chó như vậy các bạn ha. Thì đó chính là giờ cái tên đó nó đồ sát hết tất cả những người trong trụ sở FBI này. Và ok, và cái video clip siêu nhân cuồng phong đi khám phá trụ sở FBI ma tới đây kết thúc nha các bạn, và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ thêm nhiều cái series siêu nhân đi khám phá những cái nhà ma, những nơi bí mật và những ngôi nhà bị quỷ ám các bạn ha. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy nhớ cho một like và subscribe cho channel mình ha. Và nếu như các bạn yêu cầu hay có nhận xét thì các bạn cứ comment ở bên dưới video của mình. Ok, và mình là Stormy Gaming. Hẹn gặp các bạn ở những video sau trên channel của mình.